Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Sản Đặc Biệt Ngày Hôm Nay. Hôm nay gia chủ có ký gửi một căn nhà và đất nằm ở đường nhựa này là huyện 36 nha anh chị. Cái đường này di chuyển về hướng Vĩnh Kim nè anh chị, di chuyển khoảng 4 cây số nữa đụng tới chợ Vĩnh Cây Vĩnh Kim đó, còn quẹo trái nó về trung tâm thành phố Mỹ Tho. Từ vị trí đây đó về tới cây Vĩnh Kim đó là khoảng 4 cây số, di chuyển về trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 8 cây số nha anh chị. Và cái hướng ở đây là hướng nhà mình đây, và có ngoài sau thì có mảnh vườn. Trên căn nhà mình có 200m thổ cư nha anh chị. Để qua lộ cái em chỉ anh chị canh giới xem ha. Đây, từ cái trụ đây anh chị. Đó, xịt sơn đây ha. Đây cái lỗ đây, cái xịt sơn đây nè. Đó, sâu vô là 105m anh chị. Cái nhà này ta ở tạm ha. Còn nếu anh chị mua thì ta gỡ cái nhà này đi ha. Mặt tiền đường nhựa này là 37m nha anh chị. Sâu vô là 105m. Trên căn nhà mình nó có 200m thổ cư. Đây, cái nhà này hiện tại thì nhà cũng khá là đẹp nha anh chị. Đã ốp gạch ha, có lót gạch đầy đủ ha. Cửa thì cửa gỗ. Đây, mặt tiền khá rộng. Hướng này di chuyển ra quốc lộ A, ngay chỗ chợ Thục Nhiêu anh chị, là khoảng 1 cây rưỡi số là tới rồi ha. Mình vẹo phải là về trung tâm thành phố Mỹ Tho, về hướng Sài Gòn. Vẹo trái là về hướng Cây Lậy, Vĩnh Long, Cần Thơ nha anh chị. Từ vị trí căn nhà mình đó anh chị, mình di chuyển ra chỗ mà tiện ích trường học á là khoảng 1 cây rưỡi số là tới rồi nha. Đó, chạm một thẳng một đường này là tới ủy ban, trường học, điện máy xanh, chợ. Đó, có đầy đủ luôn. Xe ở rất là đông nha anh chị. Đây có điện đường nè anh chị thấy không? Có điện nước, cáp, wifi, điện đường đầy đủ nha. Rồi, em chỉ vô cái ganh cho anh chị xem trực tiếp cho anh chị nắm rõ hơn. Đây là cái trụ sắt bê tông nè anh chị thấy không? Đó. Sâu vô là 105m. Còn cái mặt tiền đường nhựa huyện 36 á là 37m. Đất mình nó hậu ra 40 nha anh chị. Đây. Mặt tiền mình khá là rộng ha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị nên di chuyển vô căn nhà quay từng chi tiết cụ thể cho anh chị nắm rõ hơn nha. Đây là căn nhà của mình anh chị. Rồi, cứ mở cửa vô trong đường. Không có vô trong được hả? Là chủ này quên đem chìa khóa theo anh chị, không có mở cửa bên trong được nha. Đây là căn nhà của mình đây. Dạ. Trên 100m. Rồi cái nhà mình là trên 100m anh. Dạ. Cái nhà thì khoảng trên 100m² anh chị, còn phía sau là vườn ha. Hiện tại thì chủ mở cổng hơi quên đem chìa khóa theo rồi. Đó, nếu mà anh chị quan tâm căn nhà này và mảnh vườn này thì liên hệ bên em để bên em dẫn coi trực tiếp và hẹn chủ lấy chìa khóa cho bên vô bên trong cho anh chị xem rõ hơn ha. Đây, cái nhà mình cũng rất là mát mẻ anh chị, rất là rộng ha. Đây là mảnh vườn đây. Ủa, không mở cửa hả? À, không khóa anh. Rồi, chủ không có khóa luôn anh chị ơi. Rồi, em di chuyển vô bên trong căn nhà, quay trực tiếp cho anh chị xem ha. Cái nhà mình có 200m thổ cư anh. Dạ. Đây, có hai nhà mình có 200m thổ cư. Trên trần thì gia chủ cũng đóng lập phong hết anh chị, rất là mát mẻ ha. Cửa sổ thì là một cửa gỗ. Đây, khá là đẹp. Đây mở ra được nè anh chị. Đây, đi mở cho anh chị xem. Đây. Rất là thông thoáng nha. Đó. Cái nhà mình được 2 phòng ngủ anh chị. Cái này gia chủ chuyển đi cũng khoảng này có tháng rồi nên có nhu cầu bán căn nhà này. Đó, được 2 phòng ngủ, thêm 1 phòng. Đây. Mỗi phòng thì cũng có cửa sổ rất là sáng. Hiện tại em không có bắt ra đèn anh chị thấy không? Rất là sáng ha. Ở trên trần đó thì đóng lập phong hết luôn căn nhà mình luôn. Nhìn rất là mát mẻ anh chị. Đây là phòng thứ hai. Đó, thì cũng gia chủ cũng làm sạch sẽ là ốp gạch lên khoảng 1,5m cho mình hết. Trên trần thì cũng đóng lập phong rất là mát mẻ. Không gian phía sau đây anh chị rất là thoáng ha. Đây, rất là thông thoáng. Đây bên hông cửa đây. Hiện tại em đứng phía sau cái căn nhà đây, quay lên cho chị xem ha, rất là đẹp. Nhà rất là mát mẻ anh chị. Đây là phía sau bếp. Thì em di chuyển về đây xong rồi em di chuyển ra cái này phá cái chai củi nữa. Này phá ngoài anh chị, trước em đi phía sau em mở cho chị xem ha. Đây không gian thì
mình để cái bàn hay cái lưu quăng đây cũng nằm cũng mát mẻ anh chị. Cái nhà mình được hai phòng ngủ, phía sau không gian này cũng rất là rộng nữa. Rồi em tiến sau về phía sau cái miếng đất căn nhà để quay cho anh chị nắm rõ hơn nha. Đây em quay ra phía trước anh chị thấy không, cái nhà mình là trên 100m² anh chị, trên căn nhà thì có 200m thổ cư. Cái mương này là mình là mí mương bên kia luôn đúng không? Đúng rồi, anh hết cái mương đó. À hết mương luôn ha. Dạ. Ở đất mình nằm mí bên kia luôn nha anh chị. Cái mương này là của mình luôn nha. Gia chủ đây là của mình luôn. À phía sau thì mình trồng có một số cây dừa, một số cây tạp thôi, không có cây cái trái gì anh. Đúng là cây. Không. Ở ngoài sau thì có dừa với một số cỏ với cây tạp thôi, chứ không có cái trái cây nhiều. Cửa nãy bị khóa ở ngoài đó anh chị. Không có vô trong được ha. Đây là không gian phía sau cái kho. Đó, gia chủ cũng nuôi mấy con gà thôi. Đây nhà vệ sinh nè anh chị. Đấy, nhà toilet. Này mình đi thẳng hoài luôn mới ha. Có con gà rồi sao không anh? Đi qua này. À. Đi qua đây, đi số đó thì tới kia nó có cái mương. À mình đi qua thẳng đây không? Qua cầu. Dạ. Rồi rồi. Để em tiến sâu về phía sau đất nữa, em quay kỹ cho anh chị xem ha. Tại đất mình cũng khá là rộng nha anh chị. Ngang là 37, sâu vô là 105. Cái nhà dưới đất mình nó nở hậu ra là 40. Vị trí ở đây là ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đất mình cao ráo rất là đẹp ha. Phía sau thì gia chủ không có chăm sóc nên không có canh tác nhiều ha. Đây là đó chuồng heo đó không anh? Đây nè. Tháo gỡ hả? Đây là đó gia chủ nuôi heo nên giờ không có còn nuôi nữa anh chị. Gia chủ giờ chuyển qua căn nhà mới rồi, cần bán nhu cầu bán căn nhà này ha. Ủa đất mình tới đây luôn hả anh? Đất mình nở hậu tới đây luôn hả anh chị? Đó, đất mình nở hậu ha. Đây, nở ra có đường, có bên hông có đường công cộng 1,5m nè chị. Anh chị thấy không? Đây để quay lại trước đường nhựa cho anh chị xem ha. Đây, trước nhựa nãy mình đi vô anh chị. Vậy là cái nhà mình là hai mặt tiền ha, có bên đường mặt tiền đường nhựa 36 là 37m, còn bên hông là 105m là đường đá xanh 1,5m ha, công cộng. Cái nhà mình dưới đất mình là nở hậu ra là 40. Này lên tổng diện tích là 4.050m² nha anh chị. Từ căn nhà mình nó di chuyển ra tiện ích chợ Thục Nghiêu, điện máy xanh, trường học, ủy ban và nhiều tiện ích khác là khoảng 1.5 cây số. Cũng gần quốc lộ A luôn nha anh chị. Nếu mà anh chị về chợ trái cây Kim là khoảng 4 cây số nha. Nếu mà cô chú, anh chị nào Sài Gòn mình di chuyển về đây là khoảng 75 cây số mới tới nha anh chị. Trước cái nhà mình đó là đậu xe ô tô xe tải được nha. Tại cái nhà mình nằm ở đường nhựa mà. Mình xe lưu thông rất là thuận tiện. Tới đây là căn chút. Tới trụ điện này vô. Thẳng vào bản. Có mương của mình luôn. Rồi, cái ganh mình là cuối đất này anh chị. Hiện tại em đang đứng cuối đất luôn ha, cái ganh mình đây. Với hai mặt tiền nha anh chị. Căn nhà mình có 200 mét thổ cư ha. Em xin nhắc lại cái vị trí đây là ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Với ngang là 37m, mặt tiền đường huyện 36, sâu vô là 105, đường đá xanh là 1,5m công cộng. Có 200 mét thổ cư trên căn nhà. Hiện tại thì có căn nhà cấp 4, hiện tại thì gia chủ mới di chuyển đi nơi khác và phía sau là một bánh giường. Với gia chủ bán là này mình đoán 8 tỷ anh. Đúng rồi. Dạ, này gia chủ ký gửi giá bán là 8 tỷ anh chị. Giá này còn thương lượng chính chủ ha. Thì trên căn nhà mình có 200 mét thổ cư rồi, anh chị rất là yên tâm ha. Thổ cư thì mình mua nên không cần lên thổ cư nữa. Đây phía sau đuôi đất mình có cái nhà nè anh chị. Đó, cũng rất là rộng rãi, rất là thoáng ha. Rồi đến đây kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm căn nhà này thì liên hệ bên em để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả ha, để mua đây đầu tư hay là về đây cô chú nghỉ dưỡng. Tại cái nhà này thì có là trên 100m là có 200m thổ cư rồi, và phía sau làm vườn cũng mặt tiền đường nhựa, anh chị rất là kinh doanh hay là ở cũng rất là thuận tiện. Rồi đến đây em kết thúc video. Bất động sản đất Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.